Thiên Nhiên Tâm, Achancha, Trường Tâm và Thanh Long, sưu tầm và biên dịch, nhà xuất bản Phương Đông. Quy ước và giải thoát. Bất luận thời gian và địa điểm nào, toàn thể công phu thực hành giáo pháp sẽ hoàn thành viên mãn ngay tại nơi mà không còn gì. Đây là địa điểm quy hàng, rỗng không, đặt xuống gánh nặng. Sự vật trên thế gian chỉ là những quy ước mà chúng ta đã tạo nên. Chúng ta thiết lập những quy ước rồi lạc lối trong đó và từ chối không chịu buông bỏ để cho tâm luyến ái phát sinh. Bám níu chặt chẽ vào những quan kiến riêng tư cá nhân và những công luận. Tình trạng khăng khăng nắm giữ này không bao giờ chấm dứt. Nó là samsara, vòng luân hồi, triền miên trôi chảy vô cùng tận. Nó không bao giờ hoàn tất. Bây giờ, nếu chúng ta thông hiểu quy ước thật sự, ắt chúng ta sẽ hiểu biết giải thoát. Nếu thấu rõ ràng giải thoát là thế nào, ắt chúng ta hiểu biết quy ước. Đó là thông hiểu giáo pháp, nơi đây có hoàn tất. Lấy thí dụ con người. Trong thực tế, con người sanh ra không có danh tánh. Khi bước vào đời, chúng ta chỉ biết đến mình không. Nếu có tên thì cũng là do quy ước. Sư đã suy ngẫm về điểm này và thấy rằng nếu quý vị không thông hiểu chân lý của quy ước này, ắt có thể thật sự là nguy hại. Nó chỉ là cái gì để ta thuận tiện sử dụng. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể thông cảm nhau, không có gì để nói, không có ngôn ngữ. Sư đã thấy người Tây Phương ngồi thiền chung với nhau. Khi xả thiền đứng dậy, đàn ông đàn bà lẫn lộn, đôi khi người này vỗ đầu người kia. Thấy vậy sư nghĩ, ồ kìa, nếu ta chấp vào quy ước, ắt ô nhiễm phát sinh tại đây. Nếu có thể buông bỏ quy ước, không cố chấp vào công luận, ắt chúng ta sẽ an lạc. Cũng như các vị lãnh, tướng, các đại tá và những công chức cao cấp, những vị có địa vị xã hội đến đây viếng sư, họ nói với sư, bạch sư, kính sư vui lòng sờ vào đầu con. Họ đã nói như thế thì không có gì sai lầm. Họ vui vẻ để cho sư sờ đầu. Nhưng nếu đi ra ngoài đường, giữa thành phố mà vỗ vào đầu họ thì đó là câu chuyện khác. Đó là vì ta bám níu vào quy ước. Do đó, sư nghĩ rằng buông bỏ không cố chấp thì thật sự là đường lối an lạc. Sờ vào đầu người khác là trái với phong tục của ta. Nhưng thật sự có gì đâu. Khi mà họ đồng ý cho ta sờ đầu thì đâu có gì sai quấy. Nó cũng chỉ như mình sờ một bắp cải hay một củ khoai vậy thôi. Chấp nhận, buông bỏ, không cố chấp, đó là đường lối nhẹ nhàng, bất luận nơi nào mà quý vị bám chắc vào, tức thủ ắt có hữu và sanh ngay tại đó. Đức Phật dạy về quy ước và Ngài dạy tháo gỡ quy ước một cách chân chánh, rồi theo đó tiến đạt đến giải thoát. Đó là tự do, không cố bám vào quy ước. Tất cả mọi sự vật trên thế gian đều có một thực tại quy ước. Đã thiết lập, tạo ra nó, ta không nên để cho nó chi phối, bởi vì để bị lạc lối trong đó thật sự là đưa mình vào đau khổ. Điểm này liên quan đến những điều luật và quy ước, quả thật là tối quan trọng. Người đã vươn mình vượt ra khỏi đó, đã là vượt qua khỏi đau khổ. Tuy nhiên, nó là một đặc tánh của thế gian. Hãy lấy thí dụ ông Bulma. Trước kia chỉ là một người tầm thường trong quảng đại quần chúng, nhưng nay thì ông giữ chức quận trưởng. Chức vụ chỉ là một quy ước, nhưng là một quy ước mà ta phải tôn trọng. Nó là một phần của thế gian loài người. Nếu quý vị nghĩ, trước kia chúng mình là bạn bè, cùng làm việc chung với nhau trong tiệm may, rồi vỗ vào đầu ông ấy trước công chúng, ông ta sẽ tức giận. Ông ta phật lòng vì thấy quý vị làm như vậy là sai.
Như vậy, chúng ta phải sống thuận chiều theo quy ước để tránh làm cho người khác phật lòng. Thông hiểu quy ước quả thật là hữu ích. Sống trong thế gian chỉ có bấy nhiêu, phải hiểu thế nào là đúng lúc, đúng nơi và phải biết người. Tại sao đi ngược quy ước là sai quấy? Sai quấy vì người ta. Quý vị phải sáng suốt hiểu rõ cả hai, quy ước và giải thoát. Nếu biết sử dụng những điều luật và những quy ước một cách nhẹ nhàng, thoải mái, là ta đã thuần thục, tinh thông. Nhưng nếu chúng ta cố gắng giữ thái độ cao cả trong hoàn cảnh sai lầm thì đó là sai. Sai chỗ nào? Nó là sai đối với những ô nhiễm của con người, không có chỗ nào khác. Tất cả mọi người đều có ô nhiễm. Trong một hoàn cảnh nào ta phải cư xử như thế này, và trong hoàn cảnh khác ta phải hành động theo lối khác. Ta phải biết những lối vào và những lối ra. Bởi vì chúng ta sống trong thế gian quy ước, có nhiều vấn đề khó khăn xảy ra bởi vì con người dính mắc, bám chặt vào quy ước. Ta giả định nó là như thế này, thì nó là thế này. Nó là vậy, bởi vì chúng ta giả định nó là vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn cặn kẽ tận tường, trong ý nghĩa tuyệt đối, những việc ấy không thật sự hiện hữu, không bao giờ có. Như sư thường hay nói, trước kia chúng ta là cư sĩ tại gia và nay là sư. Vào thuở ấy, chúng ta sống trong quy ước người cư sĩ và hiện giờ chúng ta sống trong quy ước của nhà sư. Chúng ta là nhà sư do quy ước, không phải do giải thoát. Lúc ban sơ, chúng ta thiết lập quy ước như vậy, nhưng một người chỉ thọ giới tỳ khu suông thì không có nghĩa là người ấy đã tiêu trừ ô nhiễm. Nếu ta hốt trong tay một nắm cát và đồng ý với nhau gọi đó là muối, điều này có làm cho cát trở thành muối không? Nó là muối, nhưng chỉ trong danh nghĩa, không phải trong thực tại. Ta không thể đem ra nấu ăn, danh nghĩa muối chỉ dùng trong phạm vi của sự đồng ý nào đó, bởi vì thật sự nó không phải là muối. Chỉ là cát. Nó chỉ trở thành muối do chúng ta giả định mà vậy. Danh từ giải thoát, chính từ nó cũng chỉ là một quy ước, một danh từ. Nhưng danh từ quy ước ấy hàm xúc một trạng thái vượt ra ngoài các quy ước. Đã thành tựu tự do, đã đạt đến giải thoát, chúng ta vẫn còn phải dùng quy ước để đề cập đến nó như giải thoát. Nếu không có quy ước, chúng ta không thể thông cảm với nhau, như vậy nó vẫn có lợi của nó. Nhưng nếu không có quy ước, ắt không có gì để nói, không danh tánh, không thực hành, không việc làm. Điều luật và quy ước được thiết lập để cho ta một ngôn ngữ, để làm sự việc cho thuận tiện và chỉ có thế. Như tiền bạc chẳng hạn, thuở xưa nào có đồng tiền hay tiền giấy? Đồng và giấy không có giá trị gì. Người ta dùng vật liệu hay hàng hóa để đổi chác nhau. Những vật liệu và hàng hóa thì cần càng khó giữ. Do vậy ta mới nảy sinh ra ý kiến đổi vật liệu làm ra tiền giấy và tiền đồng. Có thể là trong tương lai sẽ có sắc lệnh của nhà vua ban truyền phải bỏ hết tiền giấy và tiền đồng mà lấy sáp nấu chảy ra, rồi ép lại thành từng khối nhỏ. Ta gọi đó là tiền, và sử dụng khắp toàn quốc, không cần chi đến sáp. Có thể một ngày kia, người ta quyết định dùng phân gà, làm ra đồng tiền và dùng trong xứ. Không có gì khác có thể làm ra tiền, chỉ phân gà. Rồi người ta đánh đấm, chém giết nhau để giành giật phân gà. Nó là vậy. Quý vị có thể dùng nhiều thí dụ khác nhau để hiểu rõ quy ước là như vậy. Vật liệu nào mà ta có thể sử dụng để làm ra tiền chỉ là một thí dụ về quy ước mà ta đặt để, và nó sẽ được sử dụng trong phạm vi của quy ước ấy. Sắc lệnh đã được ban hành rằng đó là tiền thì nó trở thành tiền.
Nhưng trong thực tế, tiền là gì? Không ai có thể nói. Khi có một sự đồng ý chung về điều gì, chúng ta quy định nó là vậy, và điều quy ước ấy thỏa mãn nhu cầu, thế gian chỉ là vậy, đó là quy ước. Nhưng làm cho một người thường am hiểu được giải thoát thì quả thật là khó. Tiền bạc của ta, nhà cửa của ta, gia đình của ta, con cái và thân bằng quyến thuộc của ta, tất cả chỉ là quy ước mà chúng ta đã sáng tạo. Nhưng trong thực tế, dưới ánh sáng của giáo pháp, nó không phải là sở hữu của ta. Nghe như vậy có vẻ ta không vừa lòng, nhưng thực tế là như vậy. Những sự vật ấy chỉ có giá trị do những quy ước được thiết lập. Nếu ta quy định rằng nó không có giá trị thì đương nhiên nó không còn giá trị gì nữa. Nếu ta đặt để rằng nó có giá trị thì nó có giá trị, nó là vậy, chúng ta đưa quy ước vào thế gian để thỏa mãn một nhu cầu. Cho đến cái thân này cũng không phải thật sự là của ta, ta chỉ giả định rằng nó là vậy, trong thực tế chỉ là giả định. Nếu quý vị cố gắng tìm một bản ngã thật sự có thực chất trong cơ thể này, ắt quý vị không thể tìm ra. Nó chỉ là những nguyên tố, đất, nước, lửa, gió, được sinh ra, tồn tại một lúc, rồi diệt. Tất cả mọi sự vật đều như vậy, không có gì thật sự có thực chất trong đó, nhưng ta cần phải dùng nó, như cái tách, vào một lúc, cái nào tách cũng phải bể. Nhưng trong khi nó còn nguyên vẹn đây, quý vị phải dùng và trông nom giữ gìn nó. Nó là vật để quý vị sử dụng. Nếu nó bể thì phiền. Vậy dầu biết rằng nó phải bể một lúc nào, khi mà nó còn đây, quý vị phải hết lòng gìn giữ. Và cũng vậy, chúng ta có bốn món vật dụng mà Đức Phật dạy tới dạy lui rằng chúng ta phải suy niệm khi dùng. Đó là bốn món vật dụng cần thiết mà một nhà sư phải nương vào đó để tiếp tục hành đạo. Ngài giờ nào còn sống, quý vị phải tùy thuộc nơi đó, nhưng phải hiểu biết, không nên bám níu vào, làm khơi dậy ái dục trong tâm. Quy ước và giải thoát liên tục tương quan với nhau như thế ấy. Mặc dầu chúng ta dùng quy ước, chớ nên đặt hết tin tưởng vào và xem đó là chân lý. Bám vào nó ắt có đau khổ. Trường hợp chánh và tà là một thí dụ rõ rệt. Vài người thấy tà là chánh và chánh là tà, nhưng thật sự cuối cùng, ai thật sự biết điều nào là chánh, điều nào là tà? Chúng ta không biết. Những người khác nhau thiết lập những quy ước khác nhau về vấn đề chánh và tà, nhưng Đức Phật dạy lấy đau khổ làm tiêu chuẩn. Nếu quý vị muốn tranh luận về điểm này, ắt không bao giờ chấm dứt. Người này nói chánh, người kia nói tà. Người kia nói tà, người nọ nói chánh. Trong thực tế, ta không thật sự hiểu biết chánh hay tà gì hết. Tuy nhiên, trên bình diện thực dụng, chúng ta có thể gọi là chánh điều gì và là không tổn hại đến ta và không gây tổn hại đến người khác. Bằng cách ấy, ta thỏa mãn một nhu cầu. Như vậy nói cho cùng, cả hai điều luật, quy ước và giải thoát chỉ giản dị là những pháp, Dhamma. Pháp này cao siêu hơn pháp kia, nhưng cả hai cùng đi chung với nhau. Không cách nào ta có thể đảm bảo chắc chắn rằng một điều nào đó nhất định là giống như thế này hay giống như thế kia. Do đó Đức Phật dạy ta, chỉ để nó là vậy, hãy để cho nó là vô định. Dầu ta có ưa thích hay ghét bỏ thế nào, nên hiểu nó là bất định. Bất luận thời gian hoặc địa điểm nào, pháp hành sẽ hàng tất tại đây và không có gì hết. Đó là địa điểm của quy hàng, của hư không, của tình trạng đặt xuống gánh nặng. Những gì ta nói trên chỉ là quy ước từ chính ta thiết lập. Nếu quý vị hiểu biết những điều ấy với trí tuệ, ắt quý vị sẽ hiểu biết vô thường, khổ, vô ngã.
đó là cái nhìn dẫn đến giác ngộ. Quý vị biết không, rèn luyện và dạy những người có trình độ hiểu biết khác biệt quả thật là rất khó. Vài người có ý kiến riêng, mình nói với họ, họ không tin mình, không đi đến đâu, không bao giờ chấm dứt. Nếu quý vị không buông bỏ, ắt có đau khổ. Trong phạm vi thực tại, quy ước có một đàn là phải, một đàn là sai, nhưng sẽ không bao giờ có sự đồng ý hoàn toàn. Tranh luận cho đến chảy nước mắt cũng vô ích. Đức Phật dạy không nên cố chấp, tự rèn luyện thế nào để không cố chấp. Chỉ dẫn dị luyện tập từ bỏ, không bám níu. Nhưng cái không bám níu ấy quả thật là rất khó hiểu. Phải có trí tuệ sắc bén để quán chiếu thâm sâu và thấu hiểu tận tường mới thực sự hoàn thành đức hạnh không bám níu. Hãy suy tư về điểm này. Người ta thỏa thích hay sầu muộn, hoan hỷ hay bực dọc, không phải vì có ít hay nhiều mà do có trí tuệ hay không. Ta chỉ có thể vượt qua tất cả mọi ưu tư sầu muộn bằng trí tuệ, bằng cách nhận thức thực tướng của sự vật. Do đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta nên quán chiếu và suy niệm. Suy niệm này chỉ là cố gắng giải quyết các vấn đề ấy một cách thích nghi. Đó là pháp hành của chúng ta, như sanh lão bệnh tử, là những diễn biến tự nhiên xảy đến mọi người. Đức Phật dạy nên suy niệm về sanh lão bệnh tử, nhưng vài người không hiểu, có gì đâu mà suy niệm. Họ bảo vậy, họ được sanh ra mà không hiểu sanh là gì, họ sẽ chết nhưng không hiểu chết là như thế nào. Người thường xuyên quán chiếu những hiện tượng ấy sẽ thấy. Đã nhận thấy, họ từ từ giải quyết những vấn đề khó khăn của họ. Cho dù người ấy vẫn còn luyến ái, nếu có trí tuệ và trông thấy rằng già, bệnh, chết là con đường của thiên nhiên, thì đau khổ cũng suy giảm. Chúng ta học giáo pháp chỉ để có bấy nhiêu, chữa bệnh đau khổ. Căn bản của Phật giáo thật ra chỉ có chừng ấy, chỉ có sanh và diệt của đau khổ, và đó là điều mà Đức Phật gọi là chân lý. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Người ta không thấy đau khổ là chân lý. Nếu ta thông hiểu chân lý, ắt hiểu biết đau khổ. Hãnh diện bên vực những ý kiến riêng tư của mình, những cuộc tranh luận ấy không bao giờ chấm dứt. Để giữ cho tâm được an nghỉ, để tìm an lạc thanh bình, chúng ta phải suy niệm về quá khứ, hiện tại và những gì còn tích trữ dành để cho ta. Như sanh lão bệnh tử, ta có thể làm sao để tránh khỏi bị những điều ấy làm phiền lụy? Dầu còn chút ít lo âu, nếu chúng ta quán chiếu cho đến khi thấu hiểu đúng chân lý, tất cả mọi đau khổ ắt suy giảm và chúng ta sẽ không còn ôm ấp vấn vương nó nữa. Không nơi ẩn náu.